Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt là nhà của anh Hùng ở Quỳ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Hùng có về một số phô mai bonsai ha. Đó, đế đẹp nè, cũ nở, tay cành điều, giá thì hữu nghị ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hùng. Đây quý vị, đế thì đặt kẹo luôn ha. Đó, bít đầu luôn, đúng bonsai. Đây. Đó, rất đẹp. Rồi, chào anh. Rồi, chào anh Tâm, chào cô chú, cô bác trên bờ miền đất. Em Hồng ở xã Sơn Đông, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay em có về 30 cây mai phôi hạt dẻo đứt bông từ 6 tới 12 cánh hình thức của em là bao sắp bao ship toàn quốc. Yeah. Mong cô chú vô tham khảo và ủng hộ. Số điện thoại của em là 0372807479, cũng là số Zalo của em. Yeah. Giờ mình vô mã đầu tiên là mã số 1. Rồi, số 1 ha. Rồi, chiều cao. Cây này vẫn trực ha. Chiều cao là 73. Rồi. Hoành thân là 16. Em xin giao lưu giá 600 ngàn. Rồi, 600. À, để đẹp luôn. Cho mã số 1. À, bao ship toàn quốc luôn ha. Bao sống bao ship toàn quốc của chú chị ơi. Rồi, xuống cây, lên cây số 2. Rồi, cây số 2 cũng dán trực luôn, tay cành đều, không bị sụp sịch. Số 2 chiều cao là 79. Rồi, để đây. Hoành thân là 18. Nôm xin giao lưu giá 700 ngàn. Rồi, cho mã số 2. Rồi, xuống cây, lên cây số 3. Mã số 3 là chiều cao 78. Rồi, một khối đế luôn ha. Hoành thân là 19. Mình xin giao lưu giá 750 ngàn. Rồi, 750. Đây, một khối đế luôn, đây. Rất đẹp. Còn là nấy nơm không nha cô chú anh chị. Nơm xấu đẹp ha. Rồi, lên cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cây số 4. Dán trực. Tay cành đều luôn cái gì. Chiều cao là 97. Hoành thân là 19. Rồi, để đây. Mình xin giao lưu giá 850 ngàn. Rồi, 850. Rồi, lên cây tiếp theo. Mã số 5. Quá nặng. Cái bầu nào có đế nơm nó nặng quá. Dạ. Yeah. Chiều cao 89. Rồi, khối đế luôn ha. Hoành thân 18. Mã số 5 này xin giao lưu giá 800 ngàn. Rồi, 800. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Mã số 6. Rồi, số 6. Chiều cao 78. Hoành thân là 16. Xin giao lưu giá 550 ngàn. Rồi, 550. Cho mã số 6. Dạ. Yeah. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo ha. Mã số 7. Cây số 7. Chiều cao 68. Hoành thân 14. Mình xin giao lưu giá 500. Rồi, 500. Khối đế luôn ha. Đây quý vị. Rồi, lên cây tiếp theo. Số 8.
Chiều cao 79, hoành thân là 12, xin vô lưu giá 400. Rồi, 400. Khối để là cô chú anh chị ơi. Giá này bà rẻ bèo à. Dạ. Rồi, lên kỳ tiếp theo ha. Mã số 9. Rồi, số 9. Chiều cao 67, hoành thân 15, xin vô lưu giá 500. Rồi, 500. Rồi, xuống cây. Mã số 10. Cây số 10. Chiều cao là 56, hoành thân là 13, mình xin cho lưu giá 500 ngàn. Rồi, 500. Rồi, lên cây tiếp theo ha. Mã số 11. Rồi, 11. Lùng lực, để đẹp. Chiều cao 45, hoành thân là 14, xin vô lưu giá 500. Rồi, 500. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Mã 12. Cây số 12. Lắc lượng ha. Chiều cao 61, hoành thân là 16, xin vô lưu giá 650 ngàn. Rồi, 650, có nghe một cái đẹp. Cho mã 12. Dạ. Rồi, lên kỳ tiếp theo. Rồi, cái số 13. Chiều cao 70, hoành thân 15, xin giao lưu giá 450 ngàn. Rồi, 450. Cái này lắc lượng ha. Cái đẹp luôn. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, 14. Chiều cao 54, hoành thân 19, xin giao lưu giá 550 ngàn. Rồi, 550. Rồi, xuống cây. Mã 15. Chiều cao 78. Đó, đây đây quý vị. Hoành thân 15. Mình xin giao lưu giá 450 ngàn. Rồi, 450. Rẻ bèo luôn cô chú anh chị ơi, còn là đế nơm không. Rồi, xuống cây. Số 16. Cây số 16. Cây này dán trực ha, hoành to. Cũng nứt nắp bể xù ha. Nứt bể xù. Chiều cao 79, hoành thân 27, mình xin vô lưu giá 650 ngàn. Rồi, 650. Rồi, lên cây tiếp theo. Mã số 17. Cây số 17.
Chiều cao 80. Hoành thân là 16. Em xin dư lưu giá 700 ngàn. Rồi, 700. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Số 18. Rồi, 18. Chiều cao 84. Hoành thân 17. Em xin giao lưu giá 650 ngàn. Rồi, xem gửi. Rồi, xuống cây. Mã số 19. Rồi, 19. Đắt lượng ha, cái này lên sụt trứng không gì. Rồi. Trứng lọc ha. Chiều cao 92. Hoành thân là 14. Xin giao lưu giá 500 ngàn. Rồi, 500, có ngàn về đây. Lên sụt trứng luôn. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo ha. Số 20. Rồi, 20. Chiều cao 67. Hoành thân là 15. Xin giao lưu giá 650 ngàn. Rồi, xem gửi. Đây này đặt kẹo. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. 21. Rồi, một khối đế luôn ha. Đúng môn sai luôn cái gì. Chiều cao 60. Rồi. Hoành thân 15. Xin giao lưu giá 650 ngàn. Rồi, xăm gửi. Mã nhiều mã 21 phải không? Mã 21. 21. 21 này là hoành thân 17 của chú anh chị ơi. Xin giao lưu giá 750 ngàn. Rồi, 750. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi, mã 22. Đẹp, đẹp. Chiều cao 61. Hoành thân là 18. Khối đế luôn quý vị. Nôm sổ. Xin giao lưu giá 700 ngàn. Rồi, 700. Rất đẹp. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo ha. 22, 23. Đây cành điều nó gì? Lắc lượng. Chiều cao 70. Rồi. Mã 23 này là hoành 16. Xin giao lưu giá 650 ngàn. Rồi, xăm gửi. Có ngàn cây quẩy luôn. Rồi, xuống cây. Lên cây số 24. 24. Bước bìm luôn ha. Đây. Nôm sổ chân dài, rất đẹp. Chiều cao 58. Hoành thân 16. Xin giao lưu giá 650 ngàn. Rồi, xăm gửi. Có ngàn cây đẹp. Đúng bonsai luôn. Cho mã 24. Rồi, xuống cây. Lên cây số 25. Mã 25. Đèn nứt, nứt da hết rồi. Đây, sần sùi ha. Chiều cao 64. Hoành thân là 18. Mã 25 này em xin giao lưu giá 950 ngàn. Rồi, 950. Một khối đế. Dạ. Yeah. Rồi, lên cây tiếp theo. Mã 26. Chiều cao là 84. Rồi, đế đẹp cái gì? Đế đẹp. Hoành thân là 17. Một khối đế luôn.
Em xin giao lưu giá 700 ngàn. Rồi, 700. Đấy, rất đẹp luôn. Phần lắc lượng. Rồi, xuống cây. Lên cây tiếp theo. Cây số 27. Lùng lực. Cây này dán bay. Chiều cao 44. Hoành thân 20. Đấy, đẹp luôn ha. Em xin cho lưu giá 600 ngàn. Rồi, 600. Cây mã số 27. Dán bay luôn. Rồi, xuống cây. Mã 28. Rồi, số 28. Chiều cao 62. Hoành thân 17. Mình xin giao lưu giá 600 ngàn. Rồi, 600. Cho mã 28. Rồi, bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Mã 29. Cây lùng lực à, để quái luôn ha. Chiều cao 34. Hoành thân là 16. Xin giao lưu giá 500 ngàn. Rồi, 500. Cây quái luôn. Cái này về ghép ngon lắm chú anh chị à. Một khối đế. Rồi, lên cây tiếp theo. Rồi, mã 30 này là cục mã cuối clip của chú anh chị ơi. Rồi, cuối clip. Chiều cao là 80. Hoành thân là 13. Xin giao lưu giá 450 ngàn. Rồi, 450. Đấy, đẹp luôn. Phần lắc lượng. Rồi, có nhắn gửi gì không anh? Rồi, con... con rất cảm ơn cô chú anh chị vừa rồi mà ủng hộ clip vừa qua. Mong cô chú anh chị vô xem hết clip và ủng hộ, rất cảm ơn nhiều. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hùng ha. Rồi bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.